Phần Lan gia nhập NATO đâu là mối lo? Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 5 để thông báo rằng Phần Lan đã đưa ra quyết định sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Đây là một sự thay đổi lịch sử trong chính sách của Phần Lan vì lo sợ Nga sẽ tấn công mình. Cùng ngày, đảng cầm quyền của Thụy Điển thông báo sau cuộc họp rằng họ sẽ thúc đẩy việc Thụy Điển xin gia nhập NATO. Câu hỏi đặt ra đây là, điều gì sẽ xảy ra nếu hai nước này gia nhập NATO? Giải pháp gia nhập NATO của Phần Lan có thực sự là hướng đi duy nhất để bảo vệ an ninh cho mình hay không? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Tác động của việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO. Nếu Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO, nó sẽ có tác động sâu sắc đến an ninh Bắc Âu và xuyên Đại Tây Dương, đại diện cho một sự thay đổi lớn trong bối cảnh an ninh của châu Âu. Thụy Điển đã tránh tham gia các liên minh quân sự trong hơn 200 năm, trong khi Phần Lan thì đã áp dụng thái độ trung lập sau khi bị đánh bại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bởi vì NATO gần đây đã bày tỏ mong muốn được tăng cường sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sự mở rộng của NATO cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhìn trên bản đồ, chúng ta có thể thấy Phần Lan là quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Việc hai nước này gia nhập NATO đối với Nga mà nói, nó gợi lên một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, không khác gì việc Ukraine tuyên bố gia nhập NATO và EU. Cho nên, không còn nghi ngờ gì nữa, Nga cũng sẽ rất tức giận. Và trong cuộc điện đàm hôm 14 tháng 5 thì Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Phần Lan có kế hoạch nộp đơn gia nhập NATO và Phần Lan dự kiến sẽ công bố ý định gia nhập NATO trong vài ngày tới. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ là một sai lầm nếu Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thống vì an ninh của Phần Lan vốn không bị đe dọa. Đối với Phần Lan và Thụy Điển mà nói, việc hai nước này trở thành viên của NATO cùng với sự gia nhập của các nước láng giềng trong khu vực là Đan Mạch, Na Uy và Iceland đã tạo ra hai vòng phòng thủ an ninh. Một là Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Bắc Âu, NORDEFCO, và hai là NATO. Như chúng ta đã biết, Hợp tác Quốc phòng Bắc Âu NORDEFCO được sinh ra để các nước tham gia có thể cùng nhau phối hợp trong điều kiện xung đột khủng hoảng hoặc là hòa bình. NORDEFCO là sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng của 5 thành viên là Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển. Do đó, nếu Nga tấn công một trong 5 thành viên của tổ chức này, thì nó sẽ kích hoạt chế độ hợp tác quốc phòng của các quốc gia trong thành viên khác để bảo vệ khối. Đây là một lớp bảo vệ thứ nhất. Nhưng dường như Thụy Điển và Phần Lan vẫn cảm thấy rằng họ chưa yên tâm, cho nên họ đã nhanh chóng gia nhập tổ chức quân sự lớn nhất thế giới là NATO. Nói cách khác, các lực lượng của hai tổ chức NORDEFCO và NATO có thể được đặt dưới sự chỉ huy chung. Tất cả là vì mục đích bảo vệ an toàn cho Phần Lan và Thụy Điển. Còn đối với Nga thì sao? Việc NATO bổ sung Phần Lan và Thụy Điển sẽ giúp cho khối này tăng cường quyền kiểm soát chiến lược đối với Bắc Âu, khu vực biển Baltic, tuyến đường hàng hải của Nga tới thành phố Saint Petersburg và vùng đất Kaliningrad. Việc mở rộng liên minh NATO như vậy khiến Nga bị bao vây bởi các nước NATO ở biển Baltic và Bắc Cực. Đây sẽ là một nỗi lo lắng của ông Putin. Trước đây thì Thụy Điển và Phần Lan là những đối tác thân thiết nhất của NATO. Họ đã từng đóng góp trong các hoạt động của liên quân hay là kiểm soát trên không. Nay thì họ lại xin gia nhập khối này. Đương nhiên với NATO mà nói, họ sẵn sàng mở rộng vòng tay. Mặt khác, nó giúp cho việc lập kế hoạch quân sự toàn diện của NATO sẽ trở nên đơn giản hơn, giúp khu vực này dễ dàng phòng thủ hơn. Nói như thế không có nghĩa là NATO sẽ giành được toàn bộ lợi thế khi bao vây Nga. Một số thành viên NATO vẫn lo ngại Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân hoặc là nhiều tên lửa siêu thanh hơn tới vùng đất Kaliningrad nằm giữa biển Baltic, và vùng đất này cũng nằm giữa Ba Lan và Litva. Nói thì nói như vậy, tuy nhiên thì con đường để hai quốc gia này gia nhập NATO vẫn còn phải trải qua các thủ tục mà khối này đặt ra. Tiến trình gia nhập NATO cần phải theo các bước nào? Trước tiên, Quốc hội của Phần Lan cần phải thông qua quyết định gia nhập NATO. Khi này thì quyết định này mới chính thức có hiệu lực, sau đó Phần Lan phải nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, đến nay Phần Lan vẫn chưa thực hiện được các bước này, cho nên tuyên bố vào ngày 15 tháng 5 của Tổng thống Niinisto và Thủ tướng Marin vẫn chỉ là mang tính chất chính trị. Theo quy định của Hiến chương NATO, để quy trình kết nạp được khởi động, Phần Lan cần phải được có lời mời chính thức từ Liên minh. Thủ tục đòi hỏi sự đồng thuận từ toàn bộ 30 thành viên. Sau khi đã nhận được lời mời, Phần Lan sẽ phải tham gia thủ tục đàm phán gia nhập tại trụ sở NATO ở Brussels, cùng với các chuyên gia của NATO và đại diện của các nước thành viên. Thủ tục này nhằm xác nhận chính thức cam kết và khả năng của Phần Lan để đáp ứng các nghĩa vụ về chính trị, pháp lý và quân sự theo tiêu chuẩn NATO. Phần Lan cũng sẽ phải thực hiện các biện pháp đảm bảo nước này sẽ bảo mật thông tin của NATO, chuẩn bị các điều kiện về an ninh, tình báo để phối hợp với các nước thành viên.
trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán, một thời gian biểu về cải tổ hệ thống an ninh quân sự tình báo sẽ được Phần Lan xây dựng và thực hiện. Việc thực thi các cải tổ cần thiết thậm chí có thể tiến hành sau khi gia nhập chính thức. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán gia nhập thì Phần Lan sẽ gửi thư xác nhận để chấp nhận các cam kết và nghĩa vụ của NATO cho Tổng thư ký Liên minh, hiện tại là ông Jens Stoltenberg. Cùng với thư này là thời gian biểu để hoàn thành các cải cách cần thiết. NATO sau đó sẽ chuẩn bị nghị định thư gia nhập để bổ sung Phần Lan vào danh sách thành viên. Tất cả 30 nước thành viên của NATO sẽ phải tiến hành thủ tục pháp lý nội bộ để phê chuẩn nghị định thư này. Sau khi tất cả thành viên thông báo đến Mỹ đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn nghị định thư, thì Tổng thư ký NATO sẽ mời Phần Lan gia nhập vào Liên minh. Lúc này, Phần Lan cần phê chuẩn nghị định thư gia nhập và gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ để chính thức bước vào gia đình NATO. Kính thưa quý vị, đó là một quy trình cần rất nhiều thời gian. Mà yếu tố thời gian lại chính là yếu tố mấu chốt mà chúng ta cần phải nói tới ở đây. Bởi vì đêm dài thì lắm mộng, quá trình gia nhập này chỉ được thực hiện nhanh chóng khi các nước thành viên của NATO đồng thuận và rút ngắn quy trình gia nhập. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại đang phản đối kịch liệt việc gia nhập này. Điều này cho thấy quy trình khó có thể rút ngắn được và như vậy nó có thể kéo dài thời gian chờ đợi lên tới 1 năm. Mà trong thời gian chờ đợi 1 năm này, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, phải không quý vị? Vì khi này Phần Lan chưa phải là thành viên chính thức của NATO, cho nên nó sẽ có nguy cơ đối diện với rủi ro rất cao. Những rủi ro về an ninh đối với Phần Lan. Dẫu có nhiều thủ tục cần thiết trên danh nghĩa, đặc biệt liên quan đến việc phê chuẩn văn kiện gia nhập, lãnh đạo các nước NATO khẳng định quy trình kết nạp Phần Lan cũng như là Thụy Điển sẽ không tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, vấn đề của Phần Lan không phải là thủ tục gia nhập, mà là hậu quả về an ninh quốc phòng, các mối đe dọa tiềm tàng mà nước này sẽ phải đối mặt trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục gia nhập NATO. Dù đã khởi động tiến trình gia nhập, Phần Lan vẫn chưa phải là thành viên chính thức của NATO, nên sẽ không thể được hưởng quy chế phòng thủ tập thể theo quy định của Điều 5 Hiến chương NATO. Điều này có nghĩa là các nước thành viên NATO không có nghĩa vụ pháp lý tham chiến để bảo vệ Phần Lan nếu như nước này bị tấn công quân sự. Thái độ của Nga đối với động thái của Phần Lan đã thể hiện sự răn đe nghiêm khắc. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc từ bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thống sẽ là một sai lầm vì không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan. Sự thay đổi như vậy trong chính sách đối ngoại của nước này có thể tác động tiêu cực đến quan hệ Nga-Phần Lan. Cảnh báo chỉ mới là khúc đầu. Sau đó, Nga bắt đầu cắt điện đối với các quốc gia Bắc Âu. Công ty nhà nước Nga Rail Nordic đã cắt toàn bộ xuất khẩu điện sang Phần Lan vào thứ Bảy ngày 14 tháng 5. Chính quyền Phần Lan đã bắt đầu cảm thấy sức nóng và đang cố gắng cải thiện tình hình, nhưng tất cả đều vô ích. Người dân ở Phần Lan đang tỏ ra lo ngại về các diễn biến trong các vấn đề chính sách khi mà họ đang chứng kiến quốc gia Bắc Âu đứng về phía phương Tây. Mặc dù đa số ủng hộ quyết định gia nhập NATO, nhưng vẫn còn có những tiếng nói phản đối như là Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đã kịch liệt phản đối việc đưa Phần Lan vào khối quân sự do Washington đứng đầu. Khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra, chúng ta đều thấy rõ vai trò của NATO, cách mà tổ chức này xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine như thế nào. Như vậy, NATO liệu thực sự có phải là sự lựa chọn cho đảm bảo an ninh của Phần Lan hay không? Không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn đó là nếu Phần Lan cương quyết từ bỏ thái độ trung lập, thì Nga có thể thực hiện tấn công nước này. Nga cũng đã đưa ra những nhận xét đầy ẩn ý về khả năng xây dựng hạt nhân ở biên giới phía gần với Phần Lan. Và nếu như Phần Lan không quan tâm đến những cảnh báo và có những động thái tăng cường khả năng phục hồi mối đe dọa, thì Baltic có thể thấy những hậu quả trong những ngày tới. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.